Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung và tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, xã hội và gây ra tổn hại lớn về sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng với quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng, Công an Bạc Liêu đã hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo vừa hoàn thành xuất sắc các mặt công tác công an, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Kính mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật mà Công an Bạc Liêu đã thực hiện trong năm qua. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, hơn 612.400 cử tri tỉnh Bạc Liêu đã thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua từng lá phiếu, bầu chọn ra những người có tâm, có tầm, hội tụ đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, trở thành đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết tâm, nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa to lớn đối với toàn đảng, toàn quân, toàn dân, tỉnh nhà. Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch thành lập tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã thực hiện việc rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm diễn ra hoạt động tổ chức bầu cử. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đến thăm và kiểm tra chỉ đạo công tác bầu cử tại Bạc Liêu. Triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công an các đơn vị địa phương tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền cùng cấp, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt, Công an tỉnh cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Tăng cường đấu tranh, phản bác, xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về bầu cử trên không gian mạng. Lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động tổ chức tấn công, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm, tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm hình sự, ma túy và các điểm tệ nạn xã hội, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc hai dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an. Là một trong công an 10 tỉnh thành phố được Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh có kế hoạch thực hiện đồng bộ, chính xác, hiệu quả, đúng tiến độ, nhưng phải đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình cấp căn cước công dân tại địa phương. Đối với các địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực tuyến biển, đường xá đi lại khó khăn, công an các địa phương đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến từng địa bàn, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương để đưa rước, tạo thuận tiện cho người dân, nhất là người già, người khuyết tật. Mấy anh lại tới làm cũng như là căn cước công dân cho chư tăng Phật tử nói chung xã Hưng Hội. Điểm tập trung ở chùa Chót mình ở đây
thì Sư Sấy này tạo điều kiện rất là hoan nghênh đối với đồng bào Phật tử ở đây. Sau khi tôi hay thông tin các vị Sới liên hệ, rồi tôi thông tin tuyên truyền cho các vị ban quản trị Phật tử, người ta rất hoan hỷ. Mặc dù mỗi ngày phải thường xuyên tăng ca, làm ngoài giờ để kịp tiến độ thu nhận hồ sơ, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều ý thức về tầm quan trọng của chiến dịch cấp căn cước công dân, với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm căn cước công dân, từ đó được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Lực lượng công an trước là sắp xếp cho người dân thứ tự ngăn nắp để rồi bắt số thứ tự để tránh cái tình trạng mà kẻ trước người sau, thì cái đó là rất là ngăn nắp. Cái thứ hai là cái sự nhiệt tình của lực lượng công an đó là làm quá giờ quy định, sự cực khổ rất là phải nói là nhiệt tình. Rồi là cũng có cái lực lượng công an cũng có sắp xếp nhiều ca để thay phiên nhằm cái mục đích đi phục vụ cho quần chúng nhân dân đạt được cái nhu cầu mà khi dân đến đây rất là đông đủ và thời gian. Năm 2021, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Với phương châm chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bạc Liêu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Công an tỉnh đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nắm và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an trong hoàn cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với phương châm, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu phòng chống dịch. Mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch. Hơn 1.700 lượt cán bộ, chiến sĩ công an Bạc Liêu đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, trực tiếp phối hợp các lực lượng y tế, quân sự, các tổ COVID-19 cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tại 332 chốt phòng chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn 187 khu cách ly tập trung, 13 khu điều trị và trên 300 khu vực phong tỏa, dùng thiết lập cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, đã xây dựng và triển khai phần mềm cấp giấy đi đường bằng mã QR code, phần mềm quản lý phương tiện ra vào tỉnh, phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet, góp phần quản lý chặt di biến động của dân cư, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp lưu thông nhanh chóng, thuận lợi, được nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Công an tỉnh cũng thành lập 11 tổ truy vết trong lực lượng công an, phối hợp cơ quan y tế các cấp, thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch khi phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, qua đó quản lý chặt chẽ 560 người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, 2.242 tài xế vận tải trong và ngoài tỉnh. Tổ chức tiếp nhận, điều phối, đưa hơn 52.000 người từ các tỉnh, thành phố về địa phương, không để xảy ra những tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Triển khai cập nhật 105.385 dữ liệu tiêm chủng, thông tin các ca nhiễm COVID-19 vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Với những quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Bạc Liêu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Quân chương Chiến công hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là sự ghi nhận, động viên to lớn của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh nhà trong cuộc chiến chống đại dịch. Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch và công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, lực lượng công an Bạc Liêu cũng chú trọng quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo an sinh cho nhân dân trước đại dịch. Tổ chức rà soát, thống kê, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 227.104 trường hợp với tổng số tiền 311 tỷ đồng theo nghị quyết 68 của Chính phủ,
hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngoài ra, công an tỉnh còn vận động cán bộ chiến sĩ và mạnh thường quân hỗ trợ trao tặng trên 134 tấn gạo, 12.425 phần quà, 1.060 bộ đồ bảo hộ, 3.014 thùng mì, 5.500 quả trứng, 60,4 tấn nông sản. Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Những phần quà được trao tận tay cho người dân tại các khu cách ly, khu điều trị đã phần nào giúp người dân an tâm phối hợp cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn trước đại dịch. Đồng thời, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an Bạc Liêu vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cái hoàn cảnh của tôi trong mùa dịch thì rất khó khăn, cũng nhờ ấp dòng giữa này đây với nữ công an ở thành phố cũng cho tôi một xuất quà, tôi rất mang ơn, tại vì cứu cho tôi chứ lúc tôi khổ. Gia đình tôi chật vật dữ lắm, tôi cũng mang ơn nhiều. Sau thành công của đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cuối năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành quyết định về việc bố trí tổ chức công an chính quy hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ như công an phường tại 4 địa phương, gồm thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình và thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Theo đó, công an thị trấn sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ như công an phường và được bố trí lực lượng công an chính quy, gồm ban chỉ huy công an thị trấn và các tổ nghiệp vụ như tổ tổng hợp, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ. Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương được nâng cao, luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và đánh giá cao của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự, và nhất là vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng công an như hiện nay. Lần này thì được tăng cường thêm chính quy, công an chính quy về cơ sở trong bối cảnh đại dịch Covid-19 á, thì rất là phù hợp, rất là đúng với chủ trương khi mà chúng ta triển khai cái công tác phòng chống dịch, thì được tăng cường công an chính quy về đầy đủ, đảm bảo là lực lượng nòng cốt chính quy cũng như là tinh nhuệ, góp phần cho giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như là đảm bảo tốt đủ lực lượng cho công tác phòng chống dịch từ đây cho thời cũng như là thời gian sắp tới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn lực lượng, năm 2021, Công an Bạc Liêu đã gặt hái được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Nhiều mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu kép, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Nhiều tập thể, cá nhân trong Công an Bạc Liêu được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng, tin chắc rằng thời gian tới, lực lượng Công an Bạc Liêu viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân với những chiến công nối tiếp chiến công, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, mọi người dân không được chủ quan, lơ là, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch vì sức khỏe của bản thân, gia đình và toàn xã hội. Chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.